Hello, xin chào bạn, xin mời bạn trở lại với video tiếp theo trên kênh của Thành Vũ ạ. Vâng, hôm nay Thành Vũ đang có mặt tại xã Lâm Chính, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình các bạn ạ. Vâng, Thành hôm nay sẽ đi quay một quang cảnh, một ngôi nhà rất là hoàn cảnh các bạn nhé. Tại xã Lâm Chính, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình ạ. Thành sẽ ghi lại những cái hình ảnh cảm động thật dễ thương để gửi tới tất cả các bạn theo dõi kênh của Thành. Xin chúc mọi người một ngày chủ nhật tràn đầy yêu thương và hạnh phúc. Vâng, xin mời các bạn theo Thành đi thăm ngôi nhà các bạn nhé. Vâng ạ, xin mời các bạn ạ. Vâng ạ, xin thiếu bạn, đây là đường vào nhà của một gia đình có một hoàn cảnh rất là khó khăn các bạn nhé. Vâng, Thành đang đưa các bạn vào trong ngôi nhà của một gia đình nhà cũng có điều kiện hoàn cảnh cũng rất là đáng thương các bạn ạ. Chủ yếu là làm nông nghiệp nên là cuộc sống cũng còn rất là nhiều khó khăn. Nên là sự phát triển kinh tế nó cũng không được nhiều. Chú Lâm nghỉ à? Và chú em nghỉ vương, em nghỉ vực quay phim đấy. Thằng Văn trưa nay có về không chú? Thằng Văn trưa nay có về không? À, chắc chiều nó về à? Vâng, các bạn đang thấy Thành quay những hình ảnh của căn nhà như này các bạn nhé. Cái này là rau rút có đắt không cô nhỉ? Dạ. Yeah. À, 4.000 một nắm đấy vậy á? Vâng. Cái này nấu cá khoai thì hợp ạ. Đó. Cái này là nó có thì là này. Vâng, đúng thì là nó hợp cá bây giờ này thì là. Quá wow, cây xài dốc bên trên nhỉ? Cho cá nó ăn không? Và cây khế quá là nhiều cái luôn. Mà bây giờ người ta lại ưa cái khế chua hơn cô ạ. Cái khế chua thì nó dùng được nhiều thứ. Ờ, đúng rồi. À, họ mua cả khế chua luôn à? Hay nhỉ? Nhà ông nhà cháu hôm nay cũng có nuôi được mười mấy con gà ạ. Bà kêu là mai mốt vào thì lấy, cháu cũng chẳng lấy mà lấy để cái mấy con gà để cho ông bà ăn chứ mang vào làm gì.
trong ấy thì nó quý thật, thế nhưng mà giờ ông bà giờ có mấy con gà, nó không phải là thiếu gà nhưng mà cái gà chất lượng như vậy là nó không có luôn. Đúng rồi. Vâng đúng rồi, ở chỗ cô Thảo thì nó người ta nuôi được nhiều. Wow, ao cá. Cái này ao cá này chủ yếu là cá gì Thuần ơi? Cá chấm à? À. À. Cái ao này hình như cũng lâu lắm rồi nhỉ? Phải mấy chục năm rồi. Là từ bao nhiêu cô? Vậy là cả 50 năm này. Cái ho này. Ăn gì cô? À. Hoa đu đủ, đủ lực bây giờ hiếm lắm ạ. 2.000 ít lắm. Ít lắm. Áo sống không mặc vào. Nóng quá thôi, để cái chân được. Hai thằng này chắc phải thêm tí con bé nữa chứ, để mai mốt là nó nấu cơm đâu, để mai mốt là nó nấu cơm giặt đồ này là chải tóc chải tai cho mẹ đấy chứ. Bây giờ bốn mấy chứ mấy thôi không bà, ba mấy chứ hả? Em muốn đẻ không đẻ được. Không, đợt cháu mà đẻ không đẻ được ạ. Đang làm ấy là không đẻ được. Đây là một quang cảnh nhỉ. Một cái ao của một làng quê các bạn nhé. Chính cái ao bẩn nó mới quay lên với nhiều người xem mà ạ. Thành vừa ghi lại một số hình ảnh tại nhà cô tại Sam Chính huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình các bạn ạ. Rất mong tất cả mọi người quan tâm theo dõi đến và ủng hộ và video của Thành. Tại nhà chúc tất cả mọi người một ngày chủ nhật thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin hẹn lại video tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.